Yếu anh em chạy nồi nó liền nha. Giờ mình làm lại xong xe 125 á là ra chỉ cho 50 luôn nha anh em. Rồi đây là chiếc AB213. Rồi chạy rất là tới nha anh em. Không còn bố luôn. Chạy sáng hôm nay quá gạo rồi nha. Quá chụp tới cực rồi. Này gọi là tới cực rồi, chạy luôn rồi anh em. Rồi. Rồi bố đồ rồi nha. Đây cái xe AB này chủ xe chạy là bung hết bố luôn, chốc bố ra càng luôn, bị lỗi anh em. Rồi giờ mình có phải làm lại hết nha. Rồi ok, chạy chốc bố luôn. Đây chiếc AB 125 sau khi làm nồi nó xong hai nó bố rồi nó xo ha, chuông nè, bay cánh bi bẻ đồ dớt theo bài yêu rồi nó sẽ mở lên đây luôn, còn zin nó hiện lên tới đây thôi. Cái này thay một cái đồ chơi á, ép cái lưu lượng gió nó nhiều hơn, nó zin thì nó hay đóng bụi vậy nè, chạy nó không có ngọt không có bắt. Sẽ ít gió nó ngợp hơn, còn gió đường trời nó nhiều gió chạy nhẹ bốc hơn. Để mình lắp vô mình test cho anh em xem ha. Cái xe này chút xíu nữa mình làm cái cổ luôn, cổ nó bị sượng, nó bị cái gờ ở trong cái chiến cổ, làm này cho nó nhẹ luôn. Đây dưới là bờ 125 mà sau khi làm nồi với thôi lọc gió xong rất là im á, mình quay mình test cho nó lên mới. Xíu nữa mình làm cái cổ xong nữa rồi test ha. Yếu anh em, chạy nồi nó liền nha, nồi nó không còn bố để chạy luôn, nồi nó là kêu lúc đầu lắm, theo mình nằm full nồi lại chạy là nhẹ nha. Giờ mình nằm lại xong xe 125 á là ra chỉ cho 50 luôn nha anh em. Rồi mình
chanh không đó. Nó rồi em chanh chanh có xào. Mày cặp tục đem thủ cho anh em nha. Cục máy đang ráp này nha, cố gắng xong xe cho anh em. Nó hết công sức.